Thị trường Forex là nơi mua, bán, trao đổi tiền tệ quốc tế để kiếm lời. Forex mang tính toàn cầu và là thị trường có thanh khoản cao nhất trên thế giới. Thống kê năm 2020, khối lượng giao dịch trung bình ngày là 6,6 nghìn tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, có đến 80% là các giao dịch đầu cơ với mục đích tìm kiếm lợi nhuận trên chênh lệch tỷ giá. Về tới Việt Nam, Forex bị biến tướng thành các mô hình đa cấp lừa đảo. Tên gọi mỹ miều kèm lợi nhuận hấp dẫn, Lion Group đã lùa thành công 4.000 người tham gia. Sàn Hitoption móc túi tới 7.500 tỷ đồng. Trước những bánh vẽ, nhà đầu tư lại chóng quên bài học xương máu từ những con cừu đi trước. Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định chưa cấp phép cho bất kỳ tổ chức cá nhân nào kinh doanh hình thức sàn giao dịch vàng, ngoại hối, Forex. Do đó, mọi hình thức tổ chức kinh doanh, giao dịch, sàn Forex đều là phạm pháp và sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật. Nhằm lách luật thì nhiều công ty núp bóng sàn giao dịch nước ngoài, lôi kéo cá nhân đầu tư với lãi suất cao để lừa đảo. Một cái tờ giấy đăng ký kinh doanh với cái số vốn khủng chắc chắn là chưa đủ để chứng minh cái tính hợp pháp của cái sàn giao dịch đó. Các cái nhà đầu tư nên liên tục cập nhật các cái thông tin mới nhất về các cái sàn giao dịch được cấp phép bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Bởi chỉ có Ngân hàng Nhà nước mới có thẩm quyền cấp phép cho các cái sàn giao dịch ngoại hối được hoạt động tại Việt Nam. Trên thực tế, nhiều công ty tự xưng là đơn vị trung gian cho sàn giao dịch ngoại hối chứng khoán nước ngoài, dùng lãi suất cao bất thường từ 15 đến 30% một tháng trên cái số tiền đầu tư để dụ dỗ nhà đầu tư các cái sàn Forex chứng khoán quốc tế được các cái đối tượng quản trị thiết kế với các cái chức năng can thiệp vào tài khoản của các khách hàng. Admin có thể tự đặt lệnh vào tài khoản khách hàng, thay đổi số dư trên tài khoản, can thiệp vào cái quá trình cài đặt lệnh như kéo dài cái độ trễ của lệnh, kéo giãn cái khoảng giá mua và bán, đánh cháy tài khoản của khách hàng, làm hết tiền trong tài khoản của khách hàng. Đồng thời, các cái sàn Forex này cũng không có cái tính năng kết nối với các cái sàn Forex trên thế giới. Đáng chú ý, nhà đầu tư trên sàn giao dịch Forex thực chất là chơi với chủ sàn. Toàn bộ cái tiền đánh thua là các cái chủ sàn được hưởng lợi. Đã có nhiều người dân bị lừa, bị thua số tiền rất lớn lên đến cả chục tỷ đồng. Trong trường hợp nhà đầu tư thắng nhiều, chủ sàn sẽ can thiệp kỹ thuật như là chặn cái quyền truy cập tài khoản, tự đặt lệnh khống dẫn đến cháy cái tài khoản và không thể rút được tiền. Cuối cùng, khi đã chiếm đoạt được tiền của các cái nhà đầu tư, các cái đối tượng đánh sập sàn giao dịch để tránh cái sự truy vết của cơ quan công an và nhà đầu tư không thể đi đến đòi tiền. Sau đây là một vài cái dấu hiệu để nhận biết một cái công ty cá nhân lừa đảo mà nhà đầu tư nên tránh xa. Thứ nhất, những cái kẻ lừa đảo này rất tích cực làm truyền thông, xây dựng cái hình ảnh, nội dung thường nhấn mạnh vào cái khả năng thu lợi nhuận với cái con số khủng, liên tục khoe khoang về tài khoản ngân hàng tăng lên nhiều ra sao, cùng với cái hình ảnh lối sống ăn chơi xa xỉ. Sau khi đã lôi kéo thành công, các cái đối tượng này sẽ sắp xếp cho nhà đầu tư đánh thắng để khiến họ nạp thêm nhiều tiền vào tài khoản. Từ đây, những cái kẻ lừa đảo sẽ tư vấn khách hàng đánh các cái lệnh lớn, thu cái mức phí lớn và không rõ ràng, dẫn đến mất hết tiền trong cái tài khoản của nhà đầu tư. Khi đã thu hết tiền thì các đối tượng này sẽ giới thiệu nhà đầu tư sang một cái sàn mới với cái cam kết nếu nạp tiền vào sẽ gỡ lại được cái số tiền đã thua. Các cái công ty cá nhân lừa đảo qua các cái sàn ngoại hối chứng khoán quốc tế thường sử dụng các cái loại hình kinh doanh theo cái phương thức đa cấp. Ngoài ra, dấu hiệu để nhận biết cái việc một công ty hay cá nhân
có lừa đảo hay không, chính là đã xuất hiện những cái bài báo hay các cái tin tức nêu đích danh, tên tuổi cùng các cái hành vi vi phạm của các cái đối tượng này. Hy vọng những cái thông tin nói trên sẽ giúp các bạn lựa chọn sáng suốt trước khi xuống tiền. Nếu bạn cần lời khuyên về quản lý tiền bạc hay đầu tư, đừng bỏ lỡ các cái chương trình tài chính thông minh trên laodong.vn. Cũng đừng ngần ngại đặt câu hỏi với các cái chuyên gia qua hotline và email của chương trình.